Chào người anh em Vũ Ngọc Tuấn, bác Hải xoay xoáy chưa? Cho em xin con đây, đang có vé đây. Đang có ít sừng gãy anh em ơi, tí tôi xoay. Được phát là tôi tặng người anh em luôn nhá. Tặng người anh em luôn. Xin chào người anh em Nguyễn Thành Tiến. Chúc người anh em buổi tối tràn ngập niềm vui. Xin chào anh em Giang Trần, Ngọc Ballet kiếm như nào anh? Ngọc Ballet có nhiều cách kiếm nhá. Cách số 1 đi cày huy chương vàng này. Ở lâu có quái là ấy, ở đấy sẽ có huy chương vàng. Ném huy chương vàng ra là có tỷ lệ hên xui ra Ballet. Đấy, ra được cả đồ này, ra được cả vũ khí trao anh em ạ. Đây này, vũ khí trao là anh em nhặt được thì sẽ để xoay được ra win 1 nhá, cộng 4 bố rồi này. Đấy, hên xui anh em ạ. Hên xui ra Ballet. Đấy, cách số 2 là đi săn boss, phím H săn boss này. Đấy, săn rồng vàng thỏ ngọc ở đây anh em ơi, là sẽ rơi ra ngọc nhá. Đấy, thỏ ngọc mùa hè này, Medusa này, các kiểu. Đấy, cách số 3 là diện lên map arena cày cày quái thôi, trên map arena là sẽ rơi tỷ lệ rơi ra ngọc rất là nhiều. Đấy, cách số 4 là gì, mua trong game Ballet là rẻ lắm anh em ơi. Ballet bây giờ 1.000 Việt Nam đồng mua được 5 viên, có mà dùng nhòe 10.000 Việt Nam đồng mua được 50 viên, có mà dùng nhòe luôn anh em ơi. Xin chào anh em Dũng, đồ đạc giá thế nào? Đồ đạc con game này thì tôi đang top 2 anh em ơi. Đồ tôi đang top 2 thì bây giờ thì đồ của tôi rơi khoảng từ 300 đến 400k, 300 đến 500k đi. Đấy, còn đồ top 1 thì không rõ, tại vì tôi không 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 không, không có đồ top 1 nên tôi cũng không không biết giá. Nói chung anh em chơi vui vẻ thôi, anh em vào game nhá, chơi vui vẻ thôi để xem con game này nó như thế nào thì anh em hãy chơi. Vào blue rồi, vào blue rồi, mà nói nhiều quá tí thì mít bây giờ đấy. Đấy, và lúc lại đông anh em ơi, và lúc này nó chơi khoảng tầm từ 50 đến 60 người anh em ạ, 50 đến 60 người lại vui rồi. Để tôi xin PT cái nào. Xin chào người anh em Nguyễn Tiến Thành, cảm ơn bác hôm nay cho em đồ sâu nhé. Ok người anh em, đấy, anh em cho tôi đồ sâu tôi lại giữ lại, anh em nào cần tôi lại cho. Chào anh em Giang Trần, em đánh mãi không ra một viên nào. Quá đen luôn anh em ơi, đen. Ballet và rẻ lắm. Ballet bây giờ có 1.000 viên đồng mua 5 viên. Đấy, một anh nếu anh em muốn nhanh thì là bỏ ra 10 bỏ ra tầm khoảng 20.000 là mua được bao nhiêu viên nhỉ? Mua được 100 viên, 20.000 là được 100 viên Ballet. Đấy là còn mua nhanh nhé. Kỳ kèo mặc cáo khi còn mua 20.000 mua được 150 viên đấy, kỳ kèo. Đấy, xin chào anh em Phạm Tùng. Đấy, chúc người anh em buổi tối tràn ngập niềm vui. Đây tôi đang sử dụng set 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 xương bôn trắng của người anh em Phạm Tùng đây, Tony Phạm cho tôi mượn đây. Cái set này khỏe quá người anh em ạ, set này là mắc binh bây giờ đấy, khỏe quá. Set này là đam to hơn này, máu to hơn này. Đấy. Chào anh em Nguyễn Tất Thịnh. Cả server cùng một vui à? Không anh em ơi. Server này là có hai liên minh nhá, có hai phe đấy, có hai phe chính, mỗi phe rơi khoảng tầm khoảng 3 gui. Xin chào người anh em cơ xương khớp đông thế đấy, nói chung là giải trí với anh em ơi. Blood Devil bây giờ cũng đông, anh em cứ vào đây trải nghiệm, không cần gì đồ ngon cả đấy. Vào đây anh em, nếu anh em đồ yếu nhá, tôi hướng dẫn anh em là đồ yếu anh em cứ chơi Soul Master. Vào tele thì có mà gì ạ? Trời đánh được, không ai đánh được luôn nhá. Tele thoải mái bay khắp bản đồ luôn. Xin chào anh em T10088, em mới tậu đầu tư MUBK. Một củ 5 đi BK sướng VL bác ạ. Ui phải cả sướng. Một củ 5 bên MUBK nó thành Phật tổ luôn rồi. Cái đấy anh người anh em chỉ cần gọi gì ạ? Để tay trước ngực cái này ấn pum một phát là mẹ mày, thằng đối diện phát là nằm luôn, về thành luôn. Đấy, chỉ cần giơ tay lên thôi, liệm một phát là gì ạ? Địch là gì, nằm ra luôn nhá. Một củ năm là thành Phật tổ rồi. Chào người em cơ xương khớp, cả trăm người cũng lên. Chỗ này nếu mà mắc thì tầm khoảng 60-70 người thôi. Chào anh em Lương Nguyễn nhé. Cái gì bạn? Đây bút, đây đây đang mải chém gió qua đây, búp 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 để tôi búp cho bạn. 5 năm rồi, thôi thôi bạn ơi, tôi thoát PT đây. Thích bé thích thích bé thích PK bạn ơi, vào đi. Thích PK bát là 5 năm nhé bạn ơi. Để tôi vào. Đéo thấy đâu. Đéo. Xin A còng A còng PT với anh em Blood. PT với anh em ơi, tôi vào đi nào. Chào người anh em Dũng. Blood kiếm, bác kiếm được set BG Mắc Pinh không, mình mua. Tôi không có đồ mắc binh em ơi, đồ mắc binh em cứ vào vào vui nhá, hãy nhớ vào vui, sau đó hỏi em trong vui.
Chào anh em Chu Duy Hu, giờ vào hỗ trợ được gì không bác? Giờ vào là anh em gõ lệnh sổ chéo tân thủ thôi là có xét đồ cộng 11 rồi. Full rồi à? Xét được full rồi. Vé thích BK taxi rồi, taxi 11 đây rồi, đây rồi, con hàng taxi vậy, taxi 11 đúng không? Đấy, taxi 11. Đấy, trời ơi, có PT rồi anh em, có PT rồi. Xin chào anh em Kevin Nguyễn. Chúc bác Hải và 26 người xem buổi tối vui vẻ. Đấy, chào anh em Lâm Dương. Chúc tất cả anh em buổi tối tràn ngập niềm vui. Đeo thần mã lên đầy đầy quyền 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 đấy, phải nhắc anh em ạ, phải nhắc cứ mãi mẹ mày chào anh em quá là toàn quên đi. Phải nhắc tôi nhé, mẹ tôi dạo này là tôi hay ngớ ngẩn lắm. Vợ vợ nó cho ăn cơm đói quá bây giờ, kiểu buổi tối nó kiểu nó thiếu chất anh em ạ, kiểu nó không được như bình thường ấy. Khổ quá đấy. Chào người anh em Dũng, tôi xin giá lồ bạn với. Ok người anh em. Chào anh em Nghịch Thủy Hàn, cả set này ring pen gậy cánh đồ bao nhiêu tiền anh ơi? Đồ này có đồ này tôi mượn anh em ạ. Set này tôi mượn. Còn set chính của tôi là dao động từ từ 300 đến 500k là top 2 rồi. Còn set này hiện tại bây giờ đang là gần top 1. Chào anh em MHVN, BC thường gì mà đông thế? Đây BC đây. BC buổi tối nhá, 8 giờ tối còn đông hơn anh em ạ. 8 giờ tối là còn đông hơn. Đây là 22 giờ tối anh em, nhiều anh em bây giờ là vợ đã bắt đi ngủ rồi đấy, còn không on đấy nhá. Còn không là còn đông nữa. Nói chung con game này nó chỉ chơi Blood tầng 1 này, Devin là 2 này. Đấy, Sun Kudun là 3 này. Đấy, chỉ có ba cái sự kiện đấy là gì ạ? Là anh em đi chơi đâu đông. Tại vì ba sự kiện này nó là ba sự kiện gọi là sự kiện nguyên thủy của con game MU. Chào em Linh O, đông quá. Chào em Duy Trịnh 79 nhé. Chào em bé Hưng, tí nữa cho mình ít đồ DK nhé. Ok em ơi, vẫn còn vũ khí rồng đấy, vẫn còn kiếm kiếm rồng DK. Biết lâu sẽ bắt đầu trong vòng 8 giây. Anh em chuẩn bị này, chuẩn bị lên đồ này, chuẩn bị lên này, tiến lên cầu luôn này. 4 3 2 1 lên 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 lên. Tôi hô thôi anh em ơi, tôi đứng lại thôi. Tôi chỉ hô để cho anh em lên thôi chứ bây giờ tôi ra là để tôi xem tình hình nhá anh em ạ, phải xem tình hình. Đấy, tôi xem tình hình xem như nào. Đấy. Chạy đéo vào rồi chứ rồi. Không 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 không. Đéo ít cha đéo vào được. Anh em ơi đi ra đi cho tôi vào đi anh em ơi. Đéo vào được rồi, hỏng rồi, hỏng tôi rồi. Hỏng tôi rồi. Còn không, còn sống không? Team tôi còn sống không? Team tôi còn sống không? Ô, đi vào đi vào đi vào. Đi vào. Ôi nhảy cầu anh em ơi. Rất nhiều em nhảy cầu rồi, đúng rồi. Màu vàng là liên minh của tôi anh em ơi. Màu vàng là liên minh của tôi, còn màu trắng là gì ạ? Là liên minh khác. Cố lên anh em ơi, màu vàng cố lên, màu vàng cố lên. Đấy tôi chỉ đứng ở trong tôi cổ vũ thôi, màu vàng cố lên, tí tôi ra tôi mới đớp nha. Tí tôi ra tôi mới đớp, còn bây giờ lại hiện tại bây giờ là tôi đang cổ vũ thôi. Ok đấy, tôi thấy là ok rồi đấy. Lên anh em ơi, lên lên lên. Bây giờ tôi mới ra này. Lên anh em ơi, lên. Sao phải xoắn nhá, lên. Lên. Đấy. Lên luôn, lên luôn. Thế còn ai dọn lốt nào? Còn ai nào? Ui vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Hỏng 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 hỏng, vẫn còn, vẫn còn. Vẫn còn con hàng nào đấy anh em ơi, tôi nhìn thấy cái chữ lương sơn là tôi tay tôi run lắm. Anh nhìn thấy lương sơn là tay tôi hơi run thôi anh em ạ. Anh em không cả. À lên 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 lên. Đấy, Blue này có PK anh em nhá. Có PK. Đấy, Blue này giống như là kiểu vô vui anh em ạ, hai vui chích nhau vào nhau, quánh nhau đứng ở cầu đánh nhau này. Đấy, vui nào mà thắng là chỉ được quyền đứng đây farm. Còn vui nào thua thì đi ra ngoài nha, đi ra ngoài xem live stream. Đấy. Tìm tôi đâu à? Tìm đâu? Đây 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 đây. Đây, thì bây giờ tôi phải đứng đây ngoan ngoãn đứng đây anh em ạ, ngoái rồng. Ngoan ngoãn đứng đây ngoái rồng cùng anh em. Nha. Xin chào người anh em Nguyên Vũ. Ăn đói sao mà trả bài hả? Phải dậy lại ăn cơ đo mới có sức, không thì nhịn. Mẹ mày đói nhưng vẫn phải trả bài anh em ạ. Thế mới khổ ấy. Đấy, kiếp thằng đàn ông cũng khổ thế anh em ạ. Em mặc dù đéo cho ăn đâu, vẫn đói đấy. Đéo sức đâu nhưng mà vẫn phải trả bài. Mà trả bài nó lại còn phải theo kiểu nó phải là nó phải chuẩn bài cơ. Trả bài nó phải chuẩn. Chào anh em Nguyễn Tuấn, chưa có đồ 360 à? Chưa có anh em ơi. Chưa có đồ 380. Chào anh em bé Hưng, tí nữa cho mình cái đồ DK nhé. Ok anh em. Trung Nguyễn không công thành chiến à? Công thành chiến vào ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng anh em ơi. Vào ngày rằm đấy. Chào anh em anh Tuấn, reset có hay sao mà IBC cày reset à? IBC này là cày master anh em ơi. Và thứ hai nữa gì ạ? Để tôi nói cho anh em biết là tại sao anh em lại đi BC đông nhá. Một là đi BC đấy,
là anh em sẽ cày được ngọc này, hai là cày master này, đấy, ba nữa này, cái chính là cái số 3 này, cái số 3 là anh em đã được trải nghiệm lại được cái cảm giác e-blood anh em ạ, PK blood, đấy, một ngày rơi ra khoảng tầm 10 trận blood thì anh em sẽ được đi nhặt ngọc này, đi cày master này, cái gì đây, Avenger à, giật tầm hình, đấy, quan trọng anh em được trải nghiệm lại cảm giác e-blood. Hầu như tất cả anh em chơi con game này hầu như đều có tuổi rồi, đều gọi là muốn trải nghiệm cái cảm giác đi blood là chính. Do vậy đi blood là rất đông anh em ơi, blood David rất đông, tí nữa có đi blood nữa cơ, à tí có đi David cơ, 22:30 là đi David nữa anh em ạ, tầm đấy nó là vào VK nó mới sướng. Chào người các em, anh Bi không ra server mới à bác, server này đang chơi đang vui anh em ơi, đang chơi có nhiều người bảo tôi là đi review game mới, nhưng mà tôi bảo là bây giờ tôi đang bận game này rồi. Thứ hai là bây giờ tôi đi làm tôi cũng bận, buổi tối tôi rảnh một tí tôi like thôi. Chứ có nhiều người bảo tôi like lắm, nhưng mà tôi xin phép là tôi cố chơi con game này đến khi nào nó sập thì thôi. Đấy, gọi là giải trí của anh em cho nó vui. Xin chào người anh em Nguyễn Ngọc Hải, tạo ác mà UBK có vậy, tạo mãi không được anh. Úi dồi, dễ như ăn kẹo luôn ạ. Đấy, người anh em PM phở bò nhé, PM phở bò. Tôi sẽ gửi cho anh người anh em một cái video mà hướng dẫn từ ăn dép luôn. Chào anh em Đoàn Đỗ 9340, trải nghiệm cảm giác nhảy cầu. Muốn nhảy cầu không được anh em, ấy rồi đồng chưa này. Muốn nhảy cầu không được anh em, hình như là tôi thấy có người đang tele đây phải. Anh em đang đi, vẫn còn anh em ơi, vẫn còn đấy. Ông nào tele đừng đánh tôi nha, đánh ông khác đi. Lâu lắm tôi mới được đi blood, mới được được thang quái như này đấy. Mọi lần qua thấy chết anh em ạ. Tay phải, đây, Việt Chí PT, con hàng này. Tôi đoán chắc là con hàng Việt Chí PT này thì là gọi gì, mon men là ra PK tôi đấy. Con hàng này hay PK tôi lắm à, xin lỗi nhá. Anh em tôi đông lắm, tôi yếu nhưng mà anh em tôi đông nhá, xin lỗi. Xin chào anh em Lương Nguyễn, chết toi rồi bác ạ. Chúc mừng người anh em nhảy cầu. Chào anh em Hoàng Nam, chơi lâu thế mà chưa có sói hoàng kim mà chơi à bác. Thần mã được rồi anh em ơi, thần mã rồi. Tôi mua thần mã này, tôi còn đang nợ bạn tôi này. Cuối tháng nó có lương trả này. Thỉnh thoảng nó cứ nhắc, kiểu nó nhắc khéo anh em ạ. Bạn tôi thỉnh thoảng cứ nhắc khéo mẹ mày. À, bạn ơi, dạo này tôi không lương. Dạo này là tôi hết thuốc lào hút rồi. Bạn đấy biết ngay, hỏi kiểu đấy là để bảo là trả tôi tiền nhá. Cái gì bạn ơi? À, tôi bảo bạn, tôi mua của bạn có thần mã mà thỉnh thoảng bạn vẫn cứ hỏi đẻo tôi. À, tôi đã bảo là cuối tháng tôi trả rồi, bạn cứ đòi tôi làm cái gì. Thế tôi quá tết nha. Chào người em Thuận Sky, soi đồ hoài niệm 8x đi ông. Mẹ hoài niệm 8x hình như vẫn đang cắm ở K2 anh em ơi. Ông Hài cộng đại điểm đi, bớt vít đi, cộng vào Agi đi. Ok người em, tí tôi cộng lại. Đấy, đây là bảng cộng điểm số master của tôi này. Sức mạnh cộng 500, đủ mặc đồ này. Nhanh nhẹn cộng 15.000 này. Thể lực cộng 8.000 này. Năng lượng cộng 27.000 này. Đéo gì đây ông nào, ông cứ lướt ra xua đấy nhỉ. Ông lướt ra xua đây đấy. Xin chào người anh em Đoàn Đỗ 9340, Wing 3 chưa ra bác. Chưa con anh em ơi. Con game này mới là Wing 2 này. 99% là Wing 2 đấy. Chỉ có 1 hay 2 ông là có Wing 2.5 thôi. Chào người anh em Who I am. Tôi là ai? Ai là tôi? Top 1 reset bao nhiêu rồi? Con game này reset 50 lần là mắc anh em ơi. Reset 50 lần là mắc nhá. Đấy, reset 50 lần là mắc, không cần phải cày thêm. Tại sao con game này lại reset 50 lần là mắc? Tại vì gì ạ? Con game này nó chỉ cho anh em gọi là hoài niệm lại cảm giác gọi là cày reset 50 lần thôi. Cày sau 50 lần là không cần phải cày nữa. Tại vì sao? Tại vì bây giờ chúng ta đi làm rồi, có vợ có con rồi. Cày dầm gì nhiều anh em ơi, reset 50 lần thôi. Còn đâu là rảnh anh em vào đi blood đi David này, thế là xong rồi, không cần phải cày. Đi sân bóc kiếm đồ thôi là xong rồi, không cần phải cày reset anh em ơi. 50 lần là mắc rồi. Chào anh em Phạm Thanh Tâm, taxi kích mắc hài ra. Ui trời ơi, người anh em taxi ơi đừng kích tôi ra. Từ lúc tôi vào cái vui taxi này là tôi đi blood đi David nó sướng lắm anh em ạ. Mẹ đi nó được cày. Ngày xưa tôi vào cái vui Kiệt Pero, mẹ là gì nhỉ? Cái gì à? DK Pro, mẹ cái vui DK Pro, tôi vào cái vui đấy mẹ, tôi chưa bao giờ tôi được đi blood anh em ạ. Chưa có cảm giác gì blood tôi David bao giờ luôn. Đấy, từ khi mà tôi tham gia được cái vui taxi anh em Grab nhỉ. Vui cho tôi là vui Grab anh em ạ. Đấy, vui Grab. Dưới sự lãnh đạo của người anh em taxi. Đấy, chủ vui taxi là tôi được đi blood thường xuyên, đi được đi David thường xuyên. Ngon anh em ạ.
Nói chung là cứ phải chơi game cứ phải vào cái vui nào lớn lớn một tí thì anh em sẽ được bảo kê. Anh em đừng chơi một mình làm gì cả. Quan trọng chúng ta không cần đồ ngon anh em ơi, quan trọng là chúng ta gọi là gì? Chơi nhiệt tình là được. Có Blue thì đi Blue này, có David đi David này. Đấy. Thế là ok rồi. Hộp quà đâu cho. Bạn ơi bạn vào vui này đi chứ bạn một mình một vui thế thì bạn không ăn thua đâu. Cảm ơn người anh em Nguyễn Xuân Tú đã follow nhé. Chúc người anh em buổi tối tràn ngập niềm vui. Chào người anh em. Hả? À, cũng được thì bạn là người sống nội tâm, bạn thích chơi một mình là cũng ok. Dù sao yên tâm, bạn yên tâm. Vẫn có tôi là đồng hành cùng bạn. Nhưng mà thỉnh thoảng những trận Blood Devil là xin phép là tôi PT với cả anh em trong vui. Chào người anh em danh đặng xét ngon ngon giờ tầm bao nhiêu thế? Xét còn ngon tôi cũng không rõ anh em ơi. Tôi không phải dân buôn đồ do vậy tôi cũng không biết rõ giá đồ. Tôi chỉ biết cái giá đồ của tôi bây giờ là top 2 bây giờ là rơi vào tầm khoảng từ 300 đến 500k. Top 1 đôi khi đắt hơn đấy. Chào anh em Nguyễn Văn Liêm, hài yếu sinh lý hôm nay HP nhiều thế. Đây này, đây là cái set này là set thần anh em ơi. Set Evit bôn trắng thần này là của người anh em Tony Phạm cho mượn test mấy hôm. Đấy, cái set thần này là được tăng thêm 50.000 máu anh em, 50.000 máu đấy. Set thần này tăng 50.000 máu và tăng 20% sát thương. Đấy, đam to lắm anh em ạ. Chào anh em cộng Phùng hài xoay đồ cộng 14 coi thử nha. Tí nữa anh em ơi, tí nữa tôi đi tìm mấy ông cộng 14 để xoay cho em. Chun đây, chun. Ông Chun này là đồ cộng 14 này. Chun ơi là Chun. Để tôi đi xoay ông Chun cái nào. Chun ơi. Chun ơi, Chun. Chun đi đâu? Đây Chun đây. Chun đây rồi, xem trang bị đây. Chúng ta cùng đến với đồ của anh em Phạm, người em Chun. Wing cấp 2 cộng 14. Nhá, có mana lốt cộng 14 là mắc quên hiện tại anh em nhé. Kiếm rồng cộng 14 đấy, tăng độ đánh cao nhất cộng 2.900 này. Dòng X là tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo cộng 10% này và 28 mọp, hai kiếm như một luôn. Ôi set đồ cũng cộng 14 luôn này. Đấy, người em Chu này hiện tại đang là top 1 server anh em ạ, top 1 server. Còn tôi bây giờ đang là top 2 server. Đấy, tôi yếu hơn. Top 1, top 2 bây giờ nó gọi là gì nhỉ? Nó khác nhau lắm anh em ạ. Top 1 nó cần gọi là đưa tay lên, đưa tay ngược nó liệm thú phát là top 2 hy sinh ngay anh em ạ. Top 2 nó khác, top 1 nó khác hẳn ấy. Đấy, đây là top 1 MG anh em ơi, top 1 MG và top 1 server luôn. Nhân vật Chun của vui gì đây? Chun của vui Satan anh em ơi, Chun của vui Satan. Xin chào người em Sơn Trần, con đồ phù thủy không cho em với. Đồ phù thủy bây giờ còn vũ khí em ơi, đây này, còn mỗi cái gậy mãng xà thôi. Đồ như vũ khí và ring pen là có thôi, còn set đồ không có anh em nhé. Ring pen có này, đấy ring pen anh em nào xin ring pen tôi có luôn. Xin chào anh em Quang Sọt, set ngon hơn triệu. Ok người anh em. Chào người anh em Béo. Linh cho Hải chơi mũ à. Giặt quần áo rồi, phơi quần áo rồi thì mới được chơi đấy, chứ không phải là ăn cơm xong rồi được chơi đâu. Phải phục vụ xong mới được chơi đấy anh em ơi. Đấy mà chơi bây giờ tôi chơi là tôi khóa cửa, tôi chốt cửa rồi. Nhưng Linh không vào được đâu. Thì dù sao là tôi làm xong việc rồi. Giặt quần áo xong này, phơi quần áo xong này. Đấy, cho con uống sữa, bú sữa xong này là xong nhiệm vụ anh em ơi. Nhá. Vào ăn quy kìa bác à. Ui, quy. Quy để tôi ăn quy. Ôi, con ăn mẹ rồi sao nhỉ? À đây, chưa. May quá nhỉ, chưa có ai phá cổng, xin phép nhá. Siêu khoai phá cổng thành công. Và siêu khoai bắt đầu là tiến tới đánh con quái này. Chúng ta phải đánh 44 con à? Phải đánh 44 con thì mới phá được quét anh em ơi. 6 con rồi. Cảm ơn người em Phạm Tùng đã nhắc nhá. Chào em Sơn Trần, tập chơi mà vợ cứ ganh. Nhiều khi cay mà không biết làm gì anh em. Đây là giáo sư Hải vào đây rồi. Vào đây phải đi, tôi bạn cùng farm. Chào người em Béo, cái kiếm cái cun đun với set sâu hồng mà mặc vào. Mặc rồi, sâu hồng tôi đổi rồi anh em ơi. Sâu hồng là tôi mặc 3 tháng rồi. 3 tháng hay 4 tháng sâu hồng rồi. Tôi mới chuyển sang bộ bôn trắng anh em ạ. Ông ơi, ông mẹ, ông khôn thế ông ơi. Tôi đi đánh quái gần chết rồi, ông phải đứng đây. Ông ấy này này. Ấy ơi, quái ra đây. Đéo nhặt được rồi. À đây rồi. Đây rồi, gậy thiên sứ nha, xin phép.
Bây giờ tôi xin phép là tôi cầm trong tay là đó là Thượng Phương Bọc Kiếm anh em ạ, Thượng Phương Bọc Kiếm nhá, gậy thiên sứ. Đấy trời, nào ông nào đi trả quét ra đây PT nhá, vào việc. Không, một phút bắt đầu là trả quét anh em ạ. Bây giờ đứng cày cày đã, đứng đây mài kiếm cho nó vui đã nhá, mấy khi được cày đâu. Ghê vậy bác Hà, ghê lắm anh em ơi, tôi cướp được quét rồi nhá. Đấy, tôi cướp được quét anh em ạ. Đây quét đây nhá, gậy thiên sứ, món đồ làm nhiệm vụ mang đến gặp thiên sứ để nhận thưởng. Chuẩn bị nhận thưởng anh em ơi, chuẩn bị nhận thưởng nhá. Ngọc nó rơi như mưa luôn, ngọc rơi như mưa. Ông nào mà ăn quét đi về đầu cầu nhá. Xin chào người em 8886, giờ đồ rẻ rồi ông, đúng rồi, đồ rẻ rồi. Chào em Dream Sofa, bảo sao quen quen mà là ông hay ngồi cằn nhằn đây mà. Có khi không phải ạ, nhiều người bảo tôi giống với ông gì ở trên TikTok ấy, nhưng mà thực sự là tôi cũng không phải đâu anh em ạ, chỉ giống thôi. Xin chào người, cảm ơn người anh em béo đã follow nhé, chúc người anh em buổi tối tràn ngập niềm vui. Ôi đi là chẳng quét anh em ơi, chẳng quét lục quy đây lục quy quyền vẹn vẹn khoảng 1 phút kìa. Ai ăn quy về đầu map nào để tôi thoát PT nào, tôi thoát PT luôn nhá, để PT auto anh em ạ, không anh em chửi tôi chết toi. Đây đấy, PT cách auto ấy, vào đây anh em ơi, vào đây PT auto, vào PT anh em ơi. Đấy 10 người anh em ạ, full 10 người. Đấy 10 người vào PT anh em ơi, đủ chưa nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, chuẩn bị đài, nhặt đài, 3 2 1, đớp đồ kia đấy, sủi ngọc rơi như mưa anh em ạ, ngọc rơi như mưa, xin phép là nhặt đớp luôn anh em ơi, đớp đi ấy, ngọc nó rơi tầm khoảng gần 200 viên ngọc ở đây anh em ạ, gần 200 viên ngọc đấy, chia đều cho mỗi người 10 người, như vậy là mỗi người nhận được khoảng tầm từ 15 đến 20 viên. Đấy, ngon. Thế thôi anh em ơi, buổi tối đơn giản chỉ thế thôi. Đấy, quan trọng là được đi blood cùng anh em nhảy cầu, cùng anh em tắm sông, và điều quan trọng nhất là gì nhỉ? Cùng anh em PK anh em ạ. Blood có PK. Đấy, do vậy mà khi mà chúng ta đã thanh lý hết toàn bộ quy địch là vui, chúng ta có quyền là đi farm anh em ạ, cày quái, cày ngọc. Rồi tiếp tục rồi. Bây giờ là đi về nói xe ông nào đâu? Người anh em nào xin đồ tôi vào đây, vào việc. Tôi đứng ở đây. Ông là xin ring pen nha, đồ sâu nha. Cho em xin đi đồ với anh ra đây, người em Giang Trần ơi về đây. Tên người anh em là gì? Anh em gõ tên nhân vật ra nhé, để tôi còn nhớ nhá. Tôi xin đồ sâu đúng không? Đây đồ sâu, bây giờ còn cái gậy mãng xà này. Để tôi xem còn cái ấy không. Còn cái gậy gậy gì nhỉ? Gậy rồng. Bao ba gậy rồng. Đây rồi, gậy rồng đây. 12 cái ra. Đâu người em này? Em đây anh trai à? Sát thiên âm à? Sát thiên âm đây. Ủa cho ra đây người em sát thiên âm ơi. Từ chối kia. Phê bờ rồ này xin gì nào? Chát lên. Người em ơi, chát lên mới biết được. Chào người anh em béo, bản này có sói mà không có set 380 à? Chưa ra anh em ơi. Đồ cao nhất bây giờ cấp 7 với cả gậy rồng thôi là cao nhất thôi. Còn đồ 380 chắc phải đi Tết. Tết thì có. Con game này open được 7 tháng anh em nhá. Từ Tết đến giờ là 7 tháng rồi. Favorite người anh em gì đây? Xin gì mà không thì nói gì. Em sát thiên thần. Đây từ đã. Đây. Cho người em sát thiên thần thì đã. Sát âm thiên ạ. Đây. Tặng người anh em gậy rồng là 1 này, bộ ring band cộng 3 là 2 này. Ok chưa? Hết. Đấy. Xong việc. Người tiếp theo Sơn Trần gậy nhăn nha. Phêrô à? Người em Phêrô đâu? Phêrô trước. Phêrô, tôi tìm người em Phêrô. Đây Phêrô đây. Phêrô, cho em xin cái gậy nhẫn ở đây. Gậy rồng đây nha. Gậy rồng này, bộ ring band này. Ring band. Ring đâu? À ring đây. Gần hết ring rồi anh em ơi. Đấy ok. Cho em xin gậy rồng anh trai ở đây. Chào anh em Đỗ Tiền Triệu. Ok, anh em vào đây. Vào đây là có hàng luôn. Ai hi hi xin gì đây? Cho em xin 2 kiếm rồng anh ơi à? Có phải ông này không? Ai hi, cho em xin ring pen bác ở đây, ring pen đây. Pen này. Ring đâu?
Ring này, ring này, ring nữa này. Đấy, ok, báo việc, ring pen. Xin đá tạo hóa giật điện à. Tony Phạm, ôi chết tôi rồi, người Tony Phạm là gì đây? Lại cho ring pen à, úi rồi, người em Tony Phạm là tôi nhiều đồ lắm. Đấy, Tony Phạm. Tôi dịch phép là tôi trả đồ người anh em Tony Phạm nhá. Đấy, tôi mượn thế thôi. Đấy, tôi mượn thế thôi anh em ạ. Đây tôi trả đồ người anh em Tony Phạm luôn. Không anh em lại tưởng tôi có, anh em lại xin. Đấy, ok. Đấy, Tony Phạm. Người anh em tôi cho tôi cái nỏ rồng này. Úi xuống ngon chết anh em ơi. Ép đâu vào việc. Rồi. Thùng đồ hủy. Phun bẹ thùng đồ anh em ạ. Chán đời. Chán đời, đây cứ cất bớt này đã. Từ đã để tôi đi lấy đồ đã. Đâu Tony Phạm đâu, người em Tony Phạm đâu. Giao dịch. Từ từ đã, để tôi trả đồ người em Tony Phạm đã. Đấy, cảm ơn người em Tony Phạm đã cho tôi mượn xét thần này nhá. Xét thần thì ngon đấy. Nhưng mà mặc kiểu mình ngặt, mình không hợp đấy. Mình giống như kiểu là cái người người mà thích mặc đồ như kiểu đồ gọi là siêu thị mặt đất nhiều anh em ạ. Cứ mặc đồ hiệu vào nó không quen. À ok. Tụt rồi. Vào việc. Ôi thì đéo lại hủy giao dịch, thì đéo nào nhỉ? Sao lại hủy giao dịch? Ôi trời, vẫn chưa được này. Chưa được. Chứ tôi người anh em ơi. Vẫn chưa được này, người em tôi đi phạm ơi, vẫn chưa được này. Bác cho em xin đồ tên Đắc Cắc. Tôi đi phạm đây, lại đi nhờ anh em ơi. Đéo được này. Người em để thùng đồ trống nhá, tôi để thùng đồ trống rồi đấy. Đây là tôi để thùng đồ bên này trống là ngon rồi này. Ok thế nào? Tạm việc đi. Ok đi người anh em. Ok luôn. Ok đi. Nhanh thì sắp đi David nơi rồi. Chuẩn bị đi David rồi. Ok lại hủy giao dịch kìa. Ô hay nhỉ. Sao không được. Tôi sắp đầy thùng đồ anh em ơi. Bác Hà cho em xin cái cặp kiếm rồng MG ở đây này. Để cho cặp rồng MG. Để MG bây giờ có mỗi cái. Hình như có mỗi cái anh em ơi. Avasta Indian. Cho em xin đi đồ DK này. Xét được Phantom rồi. Xét được Phantom này. Đây DK vào việc này. Ok kìa. Hôm nay tôi giao dịch mà giao dịch đấy. Đây DK đây. Hai kiếm nhá. Hai kiếm ngon luôn đấy. Hai kiếm ngon bộ linh pen này. Đấy vào việc luôn. Tiếp VK. Người em tôi đi phạm được chưa nhỉ? Người em tôi đi phạm ơi. Giao dịch đi. Đây. Đây. Trả người anh em xét đồ. Người anh em đừng cho đồ nữa sang đi. Ok đấy. Vào việc đấy. Ok đi người anh em ơi. Vẫn quyết định để cho ring band sang à. Ui ok xong rồi. Xong việc rồi đấy. Xong việc rồi. Tên em là DKZR, ok này. Chào anh em Lucky Tuấn, MV Linh, bác Hải. Chúc người anh em buổi tối tràn ngập niềm vui. Ok bác nhé. Ok người em Tony Phạm nhé. Chào anh em Đình Luận bác. Không chơi mẫu BK cho con mà. Tí nữa anh em ơi, tí nữa. Sau Devi nữa. Em xin nãy giờ Phantom. Em xin mảnh sừng gãy à. Sừng gãy à, tí nữa tôi xoay cho. Mảnh sừng gãy để tí tôi xoay. Phantom lấy vũ khí lấy ấy đúng không? Đây. Phantom đúng không? Phantom. Ring band đây. Đây Phantom đây, đây, từ đây Phantom đây. Cho người em Phantom một cặp kiếm rồng đỏ. Đó. Kiên này. Ring band. Cố sờ ghê chưa vào việc. Con quét. Chào anh em Vũ Đức Quý, bác lên Zumba đi. Đang cho đồ anh em ơi. Anh em mới đang phục vụ anh em tân thủ tí. Cho em xin cái khiên bác ơi, khiên gì nhỉ? Bây giờ còn mỗi khiên khiên gì nhỉ? Khiên bây giờ còn mỗi cái khiên 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 của MG thôi. Còn mỗi khiên MG thôi.
Chào em Khánh, kiếm gì mà lạ thế? Kiếm này là kiếm rồng của DK em ơi, kiếm rồng của DK nó màu đỏ em ơi. Bác Hà cho em xin gậy rồng đây, gậy rồng đây. Có gậy rồng luôn. Siêu Master à? Siêu Master đâu? Đây Siêu Master, vào việc. Siêu Master, gậy rồng. Đây, gậy rồng luôn. Ring Pen đâu? Pen. Ok luôn. Rồi. Chào em Phạm Tùng, bác Hải đưa nhầm mũ xương rồi à? Nhầm à? Nhầm à? Nhầm mũ xương à? Bao cách 4. Đây để tôi xem nào. Đây này mũ xương của tôi đây. À nhầm đúng rồi. Ta dê lại người anh em ơi. Để bộ này bộ của tôi này, bộ này bộ thường của tôi này. Hay để tôi tra ra lại người em, tôi đi phạm. Giao dịch. Vào việc. Có khiên DPK không? Hết khiên DPK rồi anh em ơi, giờ còn khiên skin MG thôi. Chào người anh em 88C6. Đấy, vào việc. Ông bạn siêu tập nhiều đồ rồng thế. Anh em cho anh em ơi, đồ rồng, vũ khí rồng là anh em cho. Tôi là gì ạ? Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Nát một thành viên. Đấy. Xin phép là gì ạ? Nhận tất cả các cái đồ mà gì ạ? Các nhà gọi là hảo tâm. Đấy, quyên góp ủng hộ cho gọi là nhóm anh em gọi là gì ạ? Hộ nghèo. Đấy, để anh em có những cái đồ vũ khí chúng ta gọi là giải trí game.